Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Bây giờ đó là khoảng 1 giờ trưa ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, ngày 23 tây tháng 12. Ở Việt Nam đó lúc mà các bạn xem video này có thể chúng ta đã bước qua ngày 24 tây tháng 12 rồi, có nghĩa là ngày thứ sáu. Thì uh, ở việt nam đó là ngày christmas eve nghĩa là một đêm trước noel ở hoa kỳ thì ngày mai mới là ngày christmas eve nhưng mà thường cũng muốn chúc các bạn có một ngày lễ giáng sinh vui vẻ với lại gia đình và hầu như thị trường nó cũng muốn cho chúng ta có một cái món quà giáng sinh các bạn thấy là chúng ta đang nhìn vào à, biểu đồ của bitcoin ở trên sàn coinbase thì chúng ta thấy là liên tục trong thời gian khoảng chừng là 5 6 tiếng vừa qua đó giá cả đã tăng lên rất là nhanh từ cái mức là khoảng 48.000 cái mức chúng ta đã coi như bị khừng lại trong vòng mấy ngày qua đó tăng lên tới cái mức cao gần đây cái đây khoảng chừng một tiếng đồng hồ đó là 51.300 bây giờ vẫn xoay quanh cái mức là 51.000 đô và các bạn thấy là chúng ta nhìn chung thị trường đó các bạn sẽ thấy là rất là xanh hôm nay không chỉ là BTC mà chúng ta cũng có hầu hết các đồng đều tăng cùng với lại Bitcoin chúng ta có những đồng tăng mạnh hơn như là Algo, uh, Ego hay là Cardano, Doge vân vân. Chúng ta nhìn vào những đồng lớn đi, các bạn sẽ thấy được là BTC đó thì tăng 3,8% trong vòng một ngày qua, Ethereum thì tăng ít hơn một chút là 2,7%, BNB thì ở mức là tăng 1,5%, chúng ta có Solana tăng nhiều hơn 61%, chúng ta có XRP tăng 4,9%, Cardano tăng gần như là 9%, 8,6% trong vòng 24 giờ qua, chúng ta có Terra cũng tăng 3,6%, Polkadot tăng 5,1. Avalanche tăng 1,7% nhưng mà trong vòng một tuần qua thì Avalanche cũng tăng nhiều rồi cũng giống như là Terra các bạn thấy là Terra đã tăng 52% trong vòng một tuần qua Avalanche sẽ tăng 21% trong vòng một tuần qua rồi chúng ta có đồng đô không thì tăng một chút ngày hôm nay và Shiba cũng vậy nói chung thì chiều hôm nay đã có rất nhiều những cái màu xanh thì có phải chúng ta có những thông tin nào lớn hay là không thì thật ra chúng ta cũng không có nhiều thông tin lớn đâu các bạn tôi nghĩ là như chúng ta đang chứng kiến thì những bài nào mà theo dõi kênh thường xuyên đó cũng đã biết là cái tài liệu on chain đó vẫn rất là bullish thời điểm hiện bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục thấy bitcoin rút ra khỏi sàn chứ không phải là đẩy lên mặc dù là giá cả đi hàng ngang hay là thậm chí đi xuống một chút nhưng mà chúng ta có một điều đó là các bạn thấy được là ngày hôm nay thì mặc dù là chúng ta thấy được là những cái sự lo ngại liên quan tới dịch bệnh nó vẫn đang diễn ra nhưng mà chúng ta đã thấy được là những chỉ số chứng khoán hôm nay lại tiếp tục tăng Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều tăng là một màu xanh hôm nay trên thị trường chứng khoán và các bạn thấy được là những cái lo ngại liên quan đến dịch bệnh đó, hầu như nó cũng đã giảm đi rồi thường cứ làm một cái video chia sẻ rõ hơn về vấn đề này khi mà những nhà đầu tư đó nhưng lại các bạn thấy được là nhiều khi chúng ta bị À, chạy theo những thông tin á chúng ta cứ thấy thông tin xấu thông tin xấu chúng ta cứ chạy theo và lại lo sợ và lại lo sợ nhưng mà các bạn thấy được những thông tin này đó nó mang cái tính chất là gây lo sợ nhiều hơn là có những tài liệu thật sự là hỗ trợ giống như là cái thông tin liên quan tới dịch bệnh sẽ ảnh hưởng tới năm 2022 như thế nào hay là chúng ta nói tới cái thông tin liên quan đến là nếu như phép tăng lãi suất đó sẽ ảnh hưởng xấu như thế nào những thông tin này đó nếu như chúng ta ngưng lại và nhìn rõ hơn về quá khứ đó, các bạn thấy được là cái sự ảnh hưởng lâu dài hầu như là không có. Chúng ta thấy là thậm chí ngược lại, khi mà dịch bệnh tăng đó, chúng ta lại thấy được là chứng khoán lại tăng và chúng ta lại thấy là hiện crypto lại tăng. Tại vì mọi người lại nghĩ là sẽ có làm phát tăng cao, những tài sản sẽ tăng theo. Thì tôi đã chia sẻ rõ hơn trong cái video gần đây, đó chính là cái video 1214, phần 2. Và cái video này đó, các bạn nào mà theo dõi kênh, thì nhiều bạn cũng đã nói với thuận là khi mà thuận đăng, cái video 1214 này đó thì nhiều bạn nhận được cái thông báo từ YouTube cho cái phần 1 nhưng mà lại không nhận được cho phần 2. Phần 2 này đó thuận mới chỉnh lại cái tựa đề nhưng mà phần 2 này trước đây đó có tên là dịch bệnh lạm phát Fed tăng lãi suất năm 2022 sẽ ra sao thì thường đã chỉnh lại và bỏ cái phần đầu thì nghĩ là tại vì khi chúng ta nói tới những cái dữ liệu những cái tài liệu mà nó có cái tính nhạy cảm một chút liên quan đến dịch bệnh vân vân thì thường là YouTube sẽ không có giới thiệu những video đó cho nên như bạn nào mà muốn biết rõ hơn đó thì hãy xem video 1214 phần 2 tại sao nó thuận lại nghĩ là năm 2022 không có tệ như là nhiều người nghĩ đâu chúng ta hãy nhìn vào quá khứ sẽ biết được tương lai đây là thông tin đã chia sẻ rồi và chúng ta hôm nay cũng sẽ không nhìn vào những cái tài liệu on-chain chi tiết tại vì thì lúc mình làm video này đó thì cũng còn sớm hôm nay nên là thuận xin nghỉ công ty à, cho nên hôm nay làm video sớm một chút nhưng mà thuận cần phải ra ngoài cho nên tối nay thuận mới đăng video này thì các bạn đã thấy đó là chúng ta sẽ không có những tài liệu mới hơn nhưng mà nhìn chung đó thuận muốn chia sẻ với các bạn là những gì thuận chia sẻ đó không chỉ riêng là suy nghĩ cá nhân của thuận mà rất nhiều những nhà phân tích ở trên tiếp tục hoàn cũng nhìn thấy điều này đó chính là cái hiện tượng chúng ta tiếp tục thấy là giá xuống gần đây nhưng mà BTC tiếp tục và tiếp tục rút ra khỏi Nghĩa là càng ngày càng có ít Bitcoin hơn Và đây là một trong những cái điều được nói đến một người có tên là Mr. Rami ở trên crypto Crypto .com thì nói là ngày hôm qua đó chúng ta có cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn rất là lớn và di chuyển tới cái ví cá nhân đó tổng cộng là 20.600 Bitcoin đã rời khỏi sàn đây là cái con số lớn nhất mà từ tháng 9 tới bây giờ đó thì chúng ta thấy được là hiện hiện tượng tiếp tục xảy ra và chúng ta nhìn vào đó đây là một cái chân đón khác nữa đến từ Martin ở trên chấm com thì các bạn cũng đang thấy được là cái tài liệu cũng tương tự như vậy. Chúng ta nhìn bên trên này đó, màu trắng đó chính là cái giá cả của BTC. Bên dưới này đó là cho chúng ta thấy được là cái số lượng BTC nạp vào hay là rút ra nhiều hơn. Nếu như mà những cái phần này đó có cái xu hướng bên trên á cái đường này có nghĩa là nhiều BTC nạp lên trên sàn hơn là rút ra và ngược lại có nghĩa là nhiều BTC rút ra hơn là nạp vào thì nhìn vào tài liệu này đó thì người này ở trên CryptoCoin cũng à, chia sẻ đó là chúng ta nhìn lại đi giống như là tình hình của tháng 9 mới đây chúng ta thấy được là cũng có hiện tượng à, tương tự đó chính là nhiều Bitcoin rút ra đây là cái thời điểm tích lũy bây giờ cũng tương tự như vậy có nghĩa là thời điểm là cuối tháng 12 này cũng có cái sự kiện tương tự xảy ra thì người này cũng cho là chúng ta đang nằm ở trong cái thời kỳ tích lũy à, của BTC chứ không phải là chúng ta thấy mà mọi người đẩy BTC lên sàn để mà bán tháo Kế tiếp nữa thì chúng ta cũng đang nhìn vào thông tin này rất nhiều lần rồi Các bạn đã thấy đây là cái tài liệu liên quan tới còn bao nhiêu Bitcoin trên những cái sàn giao dịch Thì các bạn thấy là cái đường màu trắng này là giá của BTC Thì các bạn đã thấy rõ rồi khi mà giá cả đó có cái xu hướng đi xuống gần đây thì như thế nào thì các bạn đều là cái đường màu trắng này đi xuống nhưng mà tiếp tục cái đường màu xanh này là xuống đi xuống nghĩa là giá xuống nhưng mà vẫn tiếp tục có người đang tích lũy BTC và đem những BTC đó ra khỏi sàn và đây là những cái tài liệu on chain liên BTC tôi muốn chia sẻ với, với các bạn Chủ yếu là để các bạn thấy được là không chỉ riêng là Thuận Mà rất nhiều người nhìn thấy những dữ liệu này ở trên Crypto Coin Và chúng ta nói một ít về Tamium đi Thì một trong những điều mà có thể chúng ta cũng cần phải chú tâm đến Để ý hơn một chút đó chính là gần đây đó chúng ta thấy được là có hơn một ít Ether đẩy lên trên sàn so với lại trước đây Có nghĩa là cái số lượng y tờ trên sàn nó nhiều hơn một chút. Tuy là vẫn chưa có đủ để chúng ta nói là chúng ta bây giờ đang thấy nhiều người đẩy y tờ lên để mà chốt lời hay bán hay gì đó nhưng mà chúng ta cũng nên để ý một chút tại vì bây giờ chúng ta cũng thấy được là cái số lượng lệnh á mà đòn bẩy của Ether cũng đã tăng lên Có nghĩa là bây giờ so với lại Bitcoin đó Thì chúng ta thấy là Bitcoin có cái xu hướng là tích lũy nhiều hơn là Ethereum Nhưng mà nếu chúng ta nhìn dài hạn đó thì cả hai Ether và Bitcoin đều trong cái tình hình là càng ngày càng ít Ether và Bitcoin trên sàn hơn Nhưng mà trong thời gian ngắn hạn trong vòng 2 tuần qua Thì chúng ta cũng thấy có thêm một ít Ether trên sàn Thì chúng ta sẽ tiếp tục để mình theo dõi thông tin này mà thôi Nhưng mà đó chỉ là ngắn hạn, dài hạn thì cái xu hướng các bạn cũng đã biết rồi Chúng ta thấy được đó, ngoài chưa đi ra thì cái à, số lượng máy đào đó, tốc độ đào của Bitcoin cũng đã tăng lên rồi các bạn thấy được bây giờ đó gần như đó là trở lại cái mức cao nhất của mọi thời điểm sau khi chúng ta thấy được là cái tốc độ đào bị giảm rất nhiều khoảng chừng là thường nhớ là 40% khi mà Trung Quốc có cái à, lệnh là không cho những cái xưởng đào hoạt động ở Trung Quốc nữa thì nhiều xưởng đào đã rời khỏi Mới lúc đó cái tốc độ đào cũng đã giảm xuống và tốc độ đào đó cũng rất là quan trọng tại vì có hai điều chúng ta cần phải nghĩ đến thứ nhất là Tốc độ đào càng cao nghĩa là độ khó càng cao. Độ khó càng cao có nghĩa là cần phải có nhiều máy đào hơn, cần phải đầu tư nhiều hơn để đào có hiệu quả tại vì cạnh tranh rất cao. Thì đương nhiên cái chi phí đó theo lý là sẽ tăng lên. Cho nên mỗi lần chúng ta thấy được là tốc độ đào cứ tăng tăng có nghĩa là cái chi phí đào BTC tăng lên. Thì các bạn có nghĩ đi, người mà đào Bitcoin là ai? Bây giờ đây là những cái xưởng đào, họ là kinh doanh đào Bitcoin và khi mà họ đào ra nếu như mà chi phí tăng thì họ sẽ không bán nếu như mà họ bị lỗ đó là theo cái ý nghĩ đơn giản cho nên nhiều người nói đó là cái sự quan hệ giữa tốc độ đào và giá của BTC là như vậy chúng ta muốn thấy tốc độ đào ngày lại càng tăng lên để cho chúng ta thấy được là cái giá mà đào được một BTC đó cái giá cốt lõi nó tăng lên theo thời gian đó là điều thứ nhất điều thứ nhì nữa đó là tuy là chúng ta được là tốc độ đào ngày càng tăng lên cái sự cạnh tranh đào BTC tiếp tục vẫn tăng lên như là các bạn thấy trên màn hình đó tốc độ đào đã hầu như là hồi phục lại rồi và đang muốn bắt đầu là phá đỉnh trụ lập đỉnh mới và chúng ta thì được một điều khác nữa là tuy là tốc độ đào tăng lên độ khó đào tăng lên chi phí đào cũng có thể là tăng lên nhưng mà chúng ta lại thấy một hiện tượng là cái số lượng bịch khối đào đó khi chúng ta nhìn vào tổng quan cái ví của những cái thợ đào đương nhiên các bạn nhìn vào một số thợ đào riêng lẻ thì có khả năng là họ vẫn đang bán nhưng mà chúng ta nhìn chung đó thì cái số lượng BTC đó vẫn đang được tích lũy bởi rất là nhiều những cái xưởng đào hiện bây giờ, có nghĩa là họ không bán ở cái mức này và chúng ta nhìn vào biểu đồ này ở trên Plasno đó, cái màu xanh á, xanh lá cây có nghĩa là à, những cái bịch này đã di chuyển qua một cái địa chỉ ví mà người ta cho là lưu trữ dài hạn, có nghĩa là đã chuyển thành một số BTC mà không còn nằm ở trên thị trường nữa, họ đã tích lũy và không có di chuyển hay là không bán. thì chúng ta được là gần đây, chúng ta đã thấy được là từ tháng 9 tới bây giờ đó, cái xu hướng vẫn là tăng lên cho cái đường màu xanh lá cây này nghĩa là càng ngày càng nhiều Bitcoin nằm trong cái dạng là illiquid như là cái tính thanh khoản giảm xuống có nghĩa là không còn nhiều Bitcoin trên sàn nữa điều này cũng hỗ trợ những gì chúng ta đã nói tới mới đây liên quan tới crypto khoan có nghĩa là nhìn chung thì bây giờ đó nhiều người những người mà đầu tư dài hạn những thợ đào những nhà đầu tư lớn vẫn tiếp tục có dấu hiệu là lưu trữ nhưng mà nếu như mà mua thêm nhiều đó thì chúng ta thấy được là nhìn vào những cái ví riêng lẻ trước đây thì chúng ta thấy được là cũng không có nhiều dấu hiệu là nhiều những ví lớn thu mua thêm btc nhưng mà chúng ta cũng không thấy dấu hiệu là những ví lớn đó di chuyển btc của mình có nghĩa là bây giờ những ví lớn đó có thể là họ tích lũy thêm một ít nhưng mà không có dấu hiệu là họ có ý định đẩy lên trên sàn để mà bán ở thời điểm giá mức hiện tại là khoảng chừng 51.000 đô. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một cái dự án có tên là Palm Swap Thì đây là cái thông điệp đến từ dự án Thì cái dự án này đó là một cái sàn giao dịch vĩnh viễn phi tập trung Có trụ sở tại Thụy Sĩ và được xây dựng trên mạng lưới của Binance Smart Chain hay là BSC Thì uh, cho tất cả những bạn nào mà chưa có biết đó khi chúng ta đề cập đến uh, Perpetuals là gì Thì uh, Perpetuals cho phép những nhà giao dịch tiền điện tử đó với đòn bẩy như là trên sàn Bitmax, sàn Bybit, sàn FTX thì PalmSwap cũng cung cấp cái dịch vụ tương tự nhưng mà sự khác biệt đó chính là những sàn kia là sàn tập trung đây là một cái sàn phi tập trung đó là điều rất là thú vị sau khi mà ra mắt cái mạng lưới thử nghiệm Testnet vào ngày 15 tây tháng 1 tới đây đó thì mainnet sẽ được khởi chạy vào tháng 2 thì một những cái tính năng độc đáo của cái giao thức pump swap này đó là có một cái tính năng gọi là chu kỳ giao dịch phần thưởng cho người dùng giao thức bằng token cho mỗi giao dịch mà họ đặt điều này mang lại một cái lợi thế đáng kể so với các sàn giao dịch tập trung truyền thống với sự ra mắt của mainnet mạng lưới chính thức thì chu kỳ giao dịch đầu tiên sẽ bắt đầu với các nhà giao dịch sẽ được thưởng với tổng cây số token lên tới là 20 triệu cho đến khi đạt được tổng khối lượng là 2,5 tỷ đô la. Lợi thế đối với mọi nhà giao dịch giai đoạn đầu tiên là chu kỳ giao dịch đầu tiên sẽ bắt đầu trước khi mà phát hành token thực sự, mang lại cho họ một trong những cơ hội để trở thành những người sở hữu đầu tiên chỉ bằng cách là giao dịch thì cái mạng lưới thử nghiệm testnet đó, sẽ hoạt động với cái đợt airdrop khổng lồ lên tới là một triệu token cho những người nào mà tham gia người dùng cũng sẽ có cơ hội để mà thử nghiệm và làm quen với các tính năng của sàn giao dịch gửi phản hồi của họ và được thưởng vì cái công bỏ ra để mà gửi phản hồi thì wireless sẽ bắt đầu vào ngày 7 tây tháng 1 và mở đăng ký cho đến ngày 14 tây tháng 1 để mà tham gia đó các bạn cần truy cập trang wireless và làm theo các bước trên đó sau ngày 7 tây tháng 1 trên testnet đó, người dùng có thể giao dịch bằng token thử nghiệm có nghĩa là các nhà giao dịch không cần sử dụng tiền thật mà vẫn có thể kiếm được token miễn phí. Và trong những ngày tới đó, hai đợt airdrop trị giá là 10.000 đô la đã được lên kế hoạch để phát triển cộng đồng. Thì đợt airdrop đầu tiên đó sẽ diễn ra vào ngày 20 tây tháng 12 cho đến ngày 30 tây tháng 12. Bạn có thể tham gia bằng cách theo các bước bên dưới và tham gia airdrop thực hiện chỉ trong vòng 2 tới 3 phút mà thôi. Airdrop sau sẽ diễn ra vào ngày 2 tây tháng 1 năm 2022. Các liên kết dành cho airdrop đó sẽ được chia sẻ bên dưới của cái phần mô tả của video này. Thì hiện bây giờ chúng ta cũng có một số những cái giao thức spot phi tập trung đó, như là Uniswap và PancakeSwap nhưng mà cái thị trường perpetual đó vẫn chưa có đến giai đoạn như là cái thị trường spot phi tập trung các bạn có thấy được đó là cái nhu cầu giao dịch những cái hợp đồng vĩnh viễn tập trung nó cũng rất là nhiều thông qua cái sự chứng minh bởi DYDX và DYDX đây là một cái giao thức đắt vĩnh viễn ở trên mạng lưới của Ethereum cái điều bất lợi đó là khi các bạn gửi một rút tiền thì cái phí nó sẽ mắc hơn có thể lên tới là 300 đô la tại vì phí của Ether đang mắc mặc dù vậy đó thì DYDX cũng đã có một cái đợt ra mắt token rất là lớn và cái thu kinh của họ đã tăng từ vài xu lên tới 25 đô la thì trở lại nói về Palm Swap thì đang tận dụng cơ hội để mà xây dựng cái giao thức của họ ở trên mạng lưới của binance smart chain nơi mà cái phí rẻ hơn và cái phù hợp với là nhiều người dùng hơn thực tế đó, thì cái thị trường vĩnh viễn phi tập trung vẫn còn trong giai đoạn sơ khai và palm swap là một trong những người đầu tiên đưa nó lên mạng lưới của bsc sau khi mà ra mắt đó bạn có thể tìm thấy palm swap ở phần dex hàng đầu tại đây ở trên coin market cap thì để không bỏ lỡ phần thưởng airdrop sớm một triệu token các bạn hãy sẵn sàng cho việc ra mắt testnet bằng cách là tham gia cộng đồng và ghi danh wireless vào 7 tây tháng 1 để biết thêm thông tin đó, các bạn có thể xem cái phần testnet ở trên gitbook của họ các thông tin liên quan sẽ nằm bên dưới cái video này Dành cho những người nào mà có ứng thú Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay PopSwap Thì trước khi chúng ta chuyển qua để mà nói tới một số những cái thông tin thú vị ngày hôm nay đó Thì có một điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó Đây là một cái bài post uh, lấy cảm hứng từ một người ở trên Twitter thì sau 5 năm ở trên thị trường này đó đây là những cái nghịch lý của crypto mà thường muốn chia sẻ với các bạn không có đúng không có sai chỉ là rất là thú vị mà thôi thì thứ nhất là nhiều người nói là thích phi tập trung nhưng mà sử dụng các sàn giao dịch tập trung và đòi hỏi là phải có support tốt thứ nhì là nhiều người nói là họ thích thị trường tự do nhưng mà họ lại ghét cái cơ vôi làm giá nhưng mà các bạn thấy thị trường tự do thì đương nhiên là sẽ có cá voi và thao túng là một phần của thị trường tự do rồi đó là điều hiển nhiên thứ ba thì nhiều người nói là họ thích mã nguồn mở nhưng mà lại ghét các giao thức mà mình không đầu tư có nghĩa là nếu các bạn nói các bạn thích mã nguồn mở các bạn thích ethereum nhưng mà các bạn lại ghét solana hay là ngược lại có nghĩa là cuối cùng các bạn chỉ thích những bạn đầu tư mà thôi Cho dù mở hay là không mở Thứ tư, nhiều bạn nói là thích tự do làm những gì mà mình muốn nhưng mà lại lựa chọn ở nhà để mà nhìn chart Thứ năm là thích tự do ngôn luận nhưng mà lại kiểm duyệt các bình luận Thứ sáu là thích tiền kỹ thuật số nhưng mà để nắm giữ những cái tiền kỹ thuật số như là một tài sản thụ động có nghĩa là không sử dụng như là tiền Và thứ bảy đó chính là thích tìm kiếm sự thật nhưng mà chỉ giao lưu với những người thích crypto mà thôi Vì bạn hỏi thuận về cái điểm thứ bảy này thì ý tôi muốn nói đây đó là nhiều bạn nói là mình là một người trung lập mình muốn nghe tất cả mọi xu hướng Nhưng mà các bạn chỉ thích giao lưu với những người mà thích crypto mà thôi các bạn không thích nghe những cái tài liệu trái chiều Thì đây là những cái nghịch lý của crypto mà thường cảm thấy rất là thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn sau 5 năm ở thị trường này và bên dưới này đó là những cái nghịch lý mà nhiều bạn mà theo dõi kênh cũng đã comment bên dưới thường cảm thấy là cũng rất là thú vị thường muốn chia sẻ với các bạn giống như các bạn để là thích làm trader nhưng mà CZ bắt làm holder CZ đương nhiên là trang phiên giao của sàn Binance và kế tiếp của bạn để là thích thuận capital nhưng mà lại muốn làm trader tại vì các bạn thấy được là thuận đâu có phải là một trader đâu thuận chỉ thích đầu tư trung bình giá lưu trữ dài hạn mà thôi và à, cái đó là thích thuận capital nhưng mà lại không hold BTC và top coin các bạn không đã biết nhưng mà nào mà thường hay theo dõi cái danh mục đầu tư của thuận cũng đã biết thuận chỉ thích đầu tư vào những đồng lớn mà thôi thì đây là những cái nghịch lý trong thị trường và nhiều bạn không comment bên dưới có nhiều cái cũng rất là mắc cười nhưng mà nào mà có những nghịch lý nào mà đã nhận ra được trong thị trường này trong vòng thời gian các bạn tham gia thì hãy để lại comment bên dưới để các bạn cùng nhau xem xét những cái nghịch lý đó là như thế nào Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin nổi bật đi Thì năm sau đó, năm 2022 Chúng ta chỉ còn có khoảng chừng là 9 ngày nữa thôi là kết thúc năm nay rồi Thì cũng sẽ là một năm mà thường nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục xây quanh câu chuyện liên quan tới pháp lý Thường nghĩ chúng ta sẽ không có thoát khỏi câu chuyện đó thôi Và thường nghĩ là cách đây 2-3 năm hầu như năm nào thời điểm này chúng ta cũng nói tới là cái đề tài kế tiếp của chính phủ hoa kỳ chính là quản lý thị trường crypto này có những cái luật quản lý cũng như là bảo vệ nhà đầu tư nhưng mà năm này tới năm kia đó thường cảm thấy là hầu như là tất cả các bộ phận uh, quản lý chứng khoán uh, quản lý hợp đồng tương lai hay là quốc hội thì cứ liên tục cứ đẩy lùi giống như là cũng chưa muốn uh, đề cập đến tại vì rất là khó các bạn thì các bạn là một nhà lập pháp bây giờ đó nếu các bạn ra luật mà quá gắt gao thì coi như sẽ bóp cái thị trường này và không cho thị trường này phát triển thì sẽ có nhiều người rời khỏi hoa kỳ họ có thể là gây dựng những cái sản phẩm những cái dịch vụ những công ty những nơi khác thì hoa kỳ sẽ mất đi những cái lợi thế À, như là đã có trước đây khi mà nói tới những cái công nghệ như là internet vân vân thì điều này đã không tốt có thể là mất đi công an việc làm có thể mất đi cái thu thuế có thể mất đi nhân tài cho nên nếu như mà ra lực quá gắt cao thì cũng là sẽ bị chỉ trích nếu như sau này thực sự là thị trường này phát triển rất là lớn và rất là mạnh thì hoa kỳ sẽ mất đi cái phần đó nhưng mà nếu như mà quá thả lỏng đó cho thì này hoạt động một cách mà tự do quá thì sẽ có nhiều người có thể là mất tiền và họ có thể là nộp đơn kiện khắp nơi và có thể dẫn đến à, những cái sự kiện đáng tiếc xảy ra đối với là những nhà đầu tư mà họ không hiểu thị trường này cho nên rất là khó để cho một bên nào đó ra cái quyết định là sẽ quản lý như thế nào chứ không phải là họ không biết đâu tôi nghĩ là ai bây giờ đã ít nhiều gì cũng nhận được tiềm năng của thị trường này rồi chỉ là quản lý như thế nào để cho vừa có thể là bảo vệ được nhà đầu tư vừa có thể là phát triển thị trường này là một điều rất là khó và Bây giờ đó thì một trong những nghị sĩ mà rất là yêu thích thị trường này đó chính là nghị sĩ Cynthia Loomis của tiểu bang Wyoming thì cũng đang bắt đầu là đưa ra một cái dự luật vì luật này đó là sẽ giải quyết một số những cái vấn đề nan giải bây giờ liên quan tới là quản lý những đồng ổn định sẽ như thế nào hay là Bitcoin thì luật ra sao, những cái altcoin sẽ như thế nào. Thì đây sẽ là những gì mà tôi nghĩ là sẽ tiếp tục được nói đến trong năm 2022. Nhưng mà bây giờ đó hầu như là những nghị sĩ cũng đã bị đốc thúc rồi tại vì bây giờ rất nhiều công ty lớn đã tham gia vào thị trường này, họ tham gia vào cung cấp dịch vụ như là công ty visa chúng ta mới nói tới ngày hôm qua hay là họ tham gia vào để mà lưu trữ tiền kỹ thuật số như là công ty square công ty uh, tesla công ty MicroStrategy, hay là họ uh, tham gia vào để mà lưu trữ tiền kỹ thuật số cho người khác hay là cung cấp những dịch vụ hay là cung cấp sản phẩm đầu tư rất là nhiều những cái uh, lý do khác nhau mà nhiều công ty tham gia vào thị trường này để mà kiếm lợi nhuận cho nên họ sẽ đốc thúc những nhà lập pháp do lực, tại vì luật càng có sớm cho dù là cắt gao hay là không cắt gao hay là thả lỏng cỡ nào thì ít ra khi mà họ biết được đó họ sẽ có thể là có một chiến lược để mà tiếp tục phát triển bây giờ họ không biết luật sẽ ra sao rõ ràng thì họ sẽ không có dám mạnh dạng đầu tư đâu cho nên đây sẽ là một trong những điều mà tôi nghĩ đến năm 2022 này là những cái người lập pháp ở Hoa Kỳ họ sẽ không có thể đẩy lùi được đó đâu họ phải nhanh chóng ra những cái luật liên quan tới bảo vệ thị trường này như thế nào và phát triển ra sao cũng như là tôi nghĩ là spot ETF đó cái quỹ đầu tư ETF mà có bị coi thực sự sẽ có trong năm 2022 đó là cái suy nghĩ của thuận Các bạn nghĩ sao thì hãy comment ở bên dưới các bạn cũng đã biết là chúng ta có cái quỹ đầu tư futures ETF hợp đồng tương lai ETF thì tại vì sao mà có futures mà không có spot trong khi là futures thì nó nguy hiểm hơn thì các bạn cũng đã biết tại sao rồi tại vì đây là về cái phương diện chính trị Gary Gensler của SEC đó nói là ra cái sản phẩm futures này tại vì sản phẩm futures đã được quản lý bởi cái bộ quản lý futures CFTC cho nên đây là một sản phẩm ở trên sản phẩm được quản lý bởi CFTC coi như cũng là trốn tránh trách nhiệm đối thường là như vậy thì các bạn có cảm nghĩ gì về năm 2022 liên quan đến pháp lý thì hãy comment ở bên dưới thuận thì rất có lòng tin là những nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng như là trước đây liên quan tới internet cũng như trước đây liên quan tới tất cả những công nghệ mới thì Hoa Kỳ đều cuối cùng cũng đã có một cái luật để mà vừa bảo vệ vừa phát triển chúng ta nói tới là những công ty như là google cho đến uber bất cứ một cái công ty nào mà đang bắt đầu là khai phá một lĩnh vực mới thì đều được ủng hộ thường nghĩ là crypto cũng không phải lệ đâu đó là suy nghĩ của thuận kế tiếp tới chúng ta thấy là sẽ nói tới cái đồng bnb này đi thì binance có đồng là đồng bnb các bạn cũng đã biết rồi thì nói tới đồng bnb này các bạn thấy được là càng ngày đó là càng được sử dụng nhiều và cái giá trị đồng BNB đó ngày lại càng tăng lên Các bạn cũng nên nhớ là đồng BNB đó trước đây chỉ có mấy đô mà thôi Trước đây có thể nói được là nếu như mà các bạn nói đồng BNB một ngày nào đó Đạt được cái mức 50 đô thì nhiều bạn cũng không thể tưởng tượng được Chứ đừng có nói là bây giờ đồng BNB lên tới 500 mấy đô, 600 mấy đô Thì cái chế độ của sàn Binance là mỗi một quý họ sẽ trích ra một cái số tiền Và họ sẽ quy cái số tiền lời đó thành đồng BNB và đốt đi thì cái số đồng BNB được đốt đi đó thì có một số bạn cũng comment bên dưới là thường cũng nên nói rõ hơn để các bạn hiểu là khi mà mỗi lần mà họ đốt đi giống như đợt này đó, họ nói là đây là đợt đốt lần thứ 17 thì cái số lượng mà đồng BNB được đốt đi đó chích ra từ cái lợi nhuận đó là 1.335.888 đồng BNB, nghĩa là tương đương với giá hiện tại là khoảng 639 triệu đô la các bạn thì được là đây là con số mà trích ra từ tiền lời các bạn cũng thấy được là sàn Binance họ có lợi bao nhiêu rồi thì con số này rất là lớn các bạn thấy được là 639 triệu đô la hơn một triệu đồng BNB được đốt đi như vậy thì bây giờ đó khi mà quy ra tiền nó quá cao tôi nghĩ là sàn Binance cũng không có nghĩ là một nhà đầu đó đồng BNB lại đáng giá tới như vậy và cái số đồng BNB này đó đã được lưu lại ở trong cái ví của sàn Binance tại vì họ xuất à, bản một phần đồng BNB phần còn lại là lóc lại trong cái ví của công ty thì cái số mà bị đốt đi đó là không phải là họ dùng tiền để mà mua lại trên thị trường sau đó đốt đi mà họ đốt đi cái số đồng này thay vì là họ tung ra thị trường nhưng mà họ lựa chọn là đốt đi khi mà có lợi nhuận nhưng mà con số này nó quá cao các bạn thì là giá BNB quá cao rồi cho nên đây là lần cuối cùng mà họ sẽ đốt đồng BNB như vậy tại vì đó đồng BNB sẽ có tổng cộng đó, mới đầu là 200 triệu đồng BNB nhưng mà tới khi mà kết thúc đó họ chỉ muốn còn phần nửa mà thôi là 100 triệu thì họ sẽ tiếp tục đốt cho đến khi tới cái mức đó nhưng mà họ sẽ đốt một cách khác không phải là như bây giờ là họ trích một phần cái tiền lời rồi sau đó đốt đồng BNB tương đưa một số tiền đó mà họ sẽ chuyển qua thành một cách đó chính là đốt tự động và đốt tự động này là gì thì hiểu đơn giản đó là họ sẽ dựa vào cái số lượng giao dịch ở trên mạng lưới của Binance Smart Chain và họ sẽ dựa vào là giá BNB là bao nhiêu thì đây là cái cách tính của họ thì để hiểu đơn giản đó họ để một cái giá gọi là anchor anchor giống như là cái giá mà họ ấn định là 1.000 đô cho một đồng BNB Cái giá này có thể được đổi Nhưng mà bây giờ là họ cứ ấn định 1.000 đô đi Thì họ sẽ dựa vào là bao nhiêu lóc à, được tạo ra trên mạng lưới của Binance Smart Chain và nhưng cho 1.000 sau đó bên dưới này đó họ sẽ để là P có nghĩa là cái giá trung bình của đồng BNB nhưng cho các bạn thấy được là cái price anchor nghĩa là cái giá mà họ ấn định thì chúng ta hiểu đơn giản đó là mỗi một à, thời gian họ đốt bây giờ sẽ không dựa vào thu nhập của sàn Binance chính thống mà sẽ dựa vào cái số lượng được giao dịch ở trên mạng lưới Binance Smart Chain càng nhiều giao dịch thì hiểu đơn giản là sẽ càng có nhiều đồng bị đốt đi thì cũng tương tự như những cái lý thuyết đốt đồng khác mà thôi có nghĩa là sau này sẽ không có nhiều như vậy nữa mà sẽ dựa vào Binance Smart Chain chúng ta chưa biết được là tính như vậy đó thì mỗi một cái quý hay mỗi một tháng đó thì có bao nhiêu đồng sẽ được đốt đi tại vì chúng ta vẫn chưa thấy nó thực hành như thế nào chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi nhưng mà đây là cái tài liệu liên quan tới đồng BNB